Dương Tử để lộ khuyết điểm chí mạng không bằng một góc địch đệ nhật ba. Dương Tử gây tranh cãi vì một đặc điểm bất thường trên cơ thể. Mặc dù nổi tiếng qua hàng loạt tác phẩm như Hương Mật Tựa Khỏi Xương, Cá Mực Hầm Mật hay gần đây nhất Trầm Bụn Hương Phai thì Dương Tử cũng không được đánh giá cao về mặt diễn xuất cũng như gu thời trang. Không chỉ có vậy, giờ đây nữ diễn viên lại bị khán giả chê trách vì diện đồ thảm họa, thần thái lố lăng và nhan sắc lên xuống thất thường. Tuy nhiên, những hình ảnh mới nhất của Dương Tử trong chương trình Xin Chào Thứ Bảy được ghi hình gần đây để quảng bá cho bộ phim Trường Tương Tư lại bất ngờ nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả. Cụ thể, ghi hình cho chương trình, Dương Tử lựa chọn hai kiểu tóc buộc cao hai bên và búi cao làm tôn lên bờ vai thanh thoát và nước da trắng sáng. Với lần xuất hiện này, Dương Tử được khen ngợi vì có nhan sắc tươi tắn xinh xắn cùng vóc dáng cân đối. Trái ngược với hình ảnh đơ cứng trước đó, cô nàng gần đây dường như đã có những cải thiện nhất định về nhan sắc và cách ăn diện. Bên cạnh những bình luận khen ngợi thì cũng có không ít ý kiến cho rằng Dương Tử có phần cổ hơi dài, gây nên sự thiếu cân đối cho cơ thể. Được biết Dương Tử vốn có cổ thiên nga, dáng cổ thon dài, nhìn bình thường rất thanh thoát, nhưng nếu buộc tóc cao trông sẽ mất cân đối. Một số bình luận như sau: Dương Tử dạo này thấy nhan sắc ổn định hơn hẳn rồi nhỉ, không bị đơ cứng như hồi đóng Trầm Vụn Hương Phai. Sao nhìn cổ bị dài nhỉ, trông hơi kỳ nhưng nhìn chung vẫn xinh. Trạng thái xinh xắn và tươi trẻ hơn trước rất nhiều, cứ tạo hình đơn giản thì thấy ổn hơn, chứ càng cầu kỳ lại thấy bớt xinh. Cổ này nào tổ tự nhiên hay sao mà dài hơn tỷ lệ thường nhỉ? Nhìn tổng thể thì xinh, chứ phần cổ dài nằm ảnh chụp hơi lạ. Sắp tới đây Dương Tử sẽ tái xuất màn ảnh với dự án Trường Tương Tư. Đây là dự án phim cổ trang lớn chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Bộ phim xoay quanh nhân vật tiểu yêu Dương Tử sống không cha không mẹ từ nhỏ. Cô có thể biến thành mọi hình dạng tùy ý, nhưng lại không nhớ nổi dáng vẻ của chính mình.